Welcome to Miss Hung's English class. Cô Hân xin chào các con học sinh lớp 2. Hello. Hi. Cô mời cả lớp cùng nhau khởi động hát bài. Hello. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cả lớp học đơn vị bài số 2. Bài học số 1. Unit 2. In the backyard. Lesson 1. Chúng ta quan sát tranh. Các con thấy các bạn nhỏ đang chơi ở phía sau sân nhà. Chúng ta cùng học bài số 2 với tựa là In the backyard. Ở sân sau. 1. Listen and repeat. Cô mời các con cùng lắng nghe. K. K. Kite. Bike. Kitten. K. K. Kite. Bike. Kitten. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta học cách phát âm của từng từ vựng trong tranh. Letter K sound K. Ta có mẫu tự trong bảng chữ cái tiếng Anh là K và phát âm là K. 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 Ta có cái diều là kite. 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 Xe đạp. Bike. Bike. Con mèo con. Kitten. Kitten. Listen and repeat after me. Các con hãy lắng nghe và lặp lại theo sau cô. K, K, kite, bike, kitten. K, K, kite, kite, bike, bike, kitten, kitten. Listen and repeat. Bây giờ các con hãy lắng nghe và lặp lại theo. K. K. Kite. Bike. Kitten. 2. Point and say. Chúng ta chuyển sang phần số 2. Hãy chỉ vào tranh và nói. Bây giờ các con hãy lật sách giáo khoa tiếng Anh lớp 2 trang số 9. Các con chỉ vào tranh và nói theo cô. K, K, kite, bike, kitten. Bây giờ các con hãy chỉ vào tranh và nói từ đúng. K, K, kite, bike, kitten. Chúng ta cùng ôn lại những từ đã học trong ngày hôm nay. K, K, kite, bike, kitten. K, K, kite, bike, kitten. Thank you for joining us. Goodbye. See you later.
Cô Hân chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con vào buổi học sau.